mới hồi sáng là vô chưa biết cái gì, mới hồi sáng dưới quê lên chưa biết gì, giờ ngồi trời ơi dữ vậy ta, không lẽ ông thầy ông nói xạo hết ta, không lẽ ông thầy ngồi trước anh chị em ông thầy nói xạo à, kỳ lắm á nha. Sáng dưới quê lên không biết gì hết trơn á, giờ ngồi dễ dữ thiệt chứ. Nhờ tôi cũng mát tay dữ nha, nó công nhận tôi mát tay không. Quay gần vô với để ông công rồi nói tôi xạo. Này sáng giờ đó mình cũng mò sáng giờ được vậy đó, mày mò sáng giờ cũng chua lắm á, mò từ lúc 9 giờ sáng đến bây giờ là 4 giờ chiều, nghỉ hết một tiếng ngồi ăn cơm quần ông thầy từ sáng giờ luôn. Oh yeah, quần ông thầy sáng giờ được như đây cũng được, không sao, đáng công sức đúng không. Bởi vì mình nói mình mát tay này vậy đó, người kia không biết cái gì hay là lớn tuổi gì á, chỉ cần có lòng tin với chịu khó với tôi đi là tôi sẽ giúp cho cũng gì hết trơn á. Mong lên hình đẹp lắm á nha, lần đầu tiên vậy á. Xã em á chị. À anh vô ngồi chơi đi anh, vô ngồi coi bà xã vẽ nè, vô đây vô đây. À, vô coi cho bà xã sáng giờ học được gì nha. Bởi vậy chịu khó chịu cực rồi, rồi cố gắng đi cũng được thôi, có gì đâu, vui vui làm được gì đó mình thấy vui không. Nếu mà thật sự mà không có anh chị em mà nếu mình nói không mới chắc tưởng mình nói xạo đúng không, chắc nghĩ mình nói xạo, ổng nói xạo á, gì mà mới cầm cỏ không biết gì mà giờ nó vẽ cái gì ghê vậy. Hay là tại tôi vẽ tôi nói mọi người vẽ không có nha, tôi chỉ ngồi tôi dạy rồi mọi người làm rồi tôi kiểm tra rồi tôi chỉ chỉnh sửa, cũng chua lè chua lét á chứ không phải dễ ăn đâu. Sao đã không vậy đó, đã không khỏe khoắn ha, không áp lực ha, khỏe ghê đó. Rồi em coi cái nhị đó, cái nhị cái phần của cái ngay giữa đó, cái lõm giữa đó đó, em tô cho thầy hết cái đó luôn đi, em tô hết rồi cái đó cho thầy đi, việc khó em đã làm được rồi, không để việc dễ em không làm được sao. Anh thấy sáng giờ học được như đó tự làm thấy giỏi không? Anh thấy vợ anh làm giỏi không? Vợ anh đam mê lắm á. Vợ anh rất là có đam mê, rất là có năng khiếu và rất là chịu khó. Sáng giờ ngồi sáng giờ nghỉ có một tiếng ngồi ăn cơm đó, ngồi mừng mò sáng giờ đó. Đó thành quả sáng giờ thấy không? Cũng cực lắm chứ không phải là sướng đâu. Nhưng mà học xong đi kiếm tiền,
học xong để làm kiếm tiền ha.